nhằm nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều nông dân ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã mạnh dạn ghép vải trứng trên gốc vải lai và đã cho hiệu quả cao. Vườn vải trứng Hưng Yên sai chữ quả của nhà ông Hà Văn Tráng đầy vốn là những gốc cây vải lai chín sớm. Năm 2011, ông Tráng đã triển khai ghép các mắt vải trứng từ những cây đầu dòng ở xã Phan Xào Nam. Chỉ sau một năm, các mắt vải trứng đã cho sản lượng và năm nay cho trên 1 tấn quả, chất lượng mẫu mã như cây vải trứng gốc. Nếu như trước đây cả vườn vải lai chín sớm chỉ cho thu từ 30 đến 40 triệu đồng, thì năm nay với 40 cây vải ghép cho thu trên 100 triệu đồng. Năm ngoái thì nó cũng đạt cho tôi mấy chục cân, nhưng năm nay nó lại đạt cho tôi bội thu. Tôi ghép 40 cây, năm nay đưa sản lượng của tôi trên 1 tấn. Tôi đã ký hợp đồng là trên 100.000 trên 1 kg. Quả của tôi chỉ có 14, 15 quả. Đây là bé nhất. Còn nếu mà chọn ra thì là nó chỉ là 12, 13 quả một cân. Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Tiến đã ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên cốc vải lai chín sớm Phù Cừ với quy mô 2 hectare. Sau gần 2 năm thực hiện, 100% cây ghép, hơn 90% mắt ghép sống và sinh trưởng khỏe mạnh. Đây là biện pháp không chỉ rút ngắn thời gian sinh trưởng, bổ sung nhanh giống mới vào sản xuất, mà còn góp phần cải tạo năng suất, chất lượng cây trồng, cho chất lượng quả vải tốt hơn. Nếu mình trồng một cành vải trứng, từ cành cắt ra thì thấp nhất phải có 3 đến 5 năm mới thu hoạch. Nhưng chúng tôi ghép ở gốc vải lai thì chỉ năm trước và năm sau chúng tôi đã có thu hoạch. Chúng tôi thấy là cái mắt cả vải trứng ghép trên gốc vải lai phát triển rất tốt. Tỷ lệ quả lại đạt cao hơn và chất lượng của nó cũng cao. Và quả to hơn so với lại trồng từ gốc vải trứng. Tới đây là tôi đang phấn đấu để sẽ chuyển sang khoảng 20 hectare. Với nhiều đặc điểm tốt, cùng vị ngon, ngọt đặc biệt, những năm gần đây, quả vải trứng Hưng Yên ngày càng được nhiều người biết đến tìm mua. Tuy vậy, với sản lượng khoảng trên 200 tấn, không đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, việc ghép vải trứng trên cốc vải lai sẽ góp phần sớm nâng sản lượng vải, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế.